Sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Quỹ An Giang Lê Hồng Quang và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Quỹ võ Minh Hoàng chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, quý 1 năm 2022, bên cạnh công tác lãnh chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt một số kết quả. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy An Giang với các cơ quan trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với các cơ quan trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp quỹ, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành thường xuyên liên tục. Đồng thời tiếp tục kiểm tra đối với 8 đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch, chú trọng kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, phòng ngừa ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện từ diễn biến tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với cấp quỹ các cơ quan trung ương trong thực hiện kiểm tra giám sát giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng đảng viên trong đảng bộ tỉnh thường xuyên sơ kết tổng kết quy chế phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đề xuất sửa đổi bổ sung những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn. Quý 2 năm 2022, các cấp quỹ đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị đồng thời bổ sung các nội dung này vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương đơn vị, thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị nghị quyết, kết luận, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, quan tâm xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra. Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về khen thưởng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thuộc diện cấp quỹ quản lý.